Hóa sen cũng được. Cũng nên là do bổ sung thêm con Atidian vào thì càng tốt. Biết đâu đây. Như thế kiểu mà cầm Quýt cũng cầm Pơ chẳng hạn, ta con AG đi bắn nhau cho sướng. Cái bài van này sinh ra để có cái đầu khoảng tầm tầng dân thứ 13 rồi, 13 hoặc 14 sẽ có cái đầu cho bài van này. 3 cái gỗ cánh rừng Amazon đang thu nhỏ, cái cạnh nhà chính thành cho về lớp. Những đồ rồi về vẫn đang là cái dấu hỏi trầm. Có thêm bài quả, lớp đang cho hẳn hai nông dân đi dò. Vẫn đồng e chưa anh nhỉ? Và vẫn đồng e thôi. Cắt dân ra thì giờ đầu chất kỹ cả, nhưng vẫn chưa thấy. Thấy thêm bãi quả, bài ban 2 quả rồi, thôi ép gỗ cũng được anh nhỉ. Hai bãi quả cho bài ban này. Tập trung ép gỗ và chúng ta có chiếc két sơm. Hơi đen nhưng đầu vẫn chưa thấy. Thực ra bài ban thì vẫn cần khoảng tầm một voi về, ít nhất là một voi về. Và ngư đầu vị trí này đang thoát ra. Lớp vẫn đang đưa về, ngư đầu 5 con thôi. Vâng, một chiếc két dần đôi dành cho cái thủ về lớp. Đang cho tới hai nông dân đóng nghe không anh nhỉ? Bây giờ hỏi cũng phải tinh tế, nhắc khéo thôi, kiểu chúng ta không bị bởi gì cái gì mới. Cũng không phải kiểu bằng cái cách của em, không kiểu không sỗ sàng, kiểu như là mang cái tính chất công đói, kiểu như yêu cầu game thủ kiểu như đánh lớp ơi đóng nghe đi, thì mang cái tính chất kiểu như là chúng ta kiểu áp đặt lên game thủ. Vâng, mình chỉ nhắc khéo thôi. Vâng, hãy cùng chuyển qua chút bài của Hitty xem nào. Vâng, Quýt 19 trên 20 cũng đang có hư voi đưa về, báo về đang bài khỏe VL đến từ game thủ Bà Quýt. Vâng, thế nhà trận này mình tin là Quýt biết cách cơ cấu thôi. Thế nhà mình nghĩ là rơi tay mình thì kiểu hơi khó cơ cấu một chút. Vâng, cái bài của lớp gỗ đầu đẹp khiến cho chiếc đầu có rất sớm. Việc ăn hai bãi quả này mình tin đòi ban vẫn ok thôi, chất ok đằng khác. Sẽ là một bài khoảng tầm 10 phút, 11 giây, 15 giây gì đây. Tất nhiên là trước phút 10 phút 20 rồi. Với chiếc két đầu là đẹp. Và lượng thực kỳ ăn quả dồn đến rất nhanh, bên kia là 19 và 21%. Yamato rồi, 19% đánh kiểu Yamato. Đánh kiểu 23 dân. Trận này mình đang nghi ngờ rằng kiểu Egypt tranh chém bởi vì một mình Yamato. Bắt Yamato thi đấu gặp Pan thì đầu rất khó. Có thể coi là loại fan này là khắc tinh rất tốt nhất của Yamato trong việc thế nhà hay nhà đánh chèm trong map 22. Còn trong solo tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ đến những sự quyền xoay bài. Vâng, như vậy ông anh vừa cộng một dân à. Như vậy 9 phút xin xong dân, chắc là khoảng tầm 8 phút 4x, 8 phút 5x thôi. Nói chung bài ghi kiểu của anh là bài xấu, bài không đẹp. Vâng, thậm chí trận này không đến khoảng tầm 10 phút 15 mà chắc là khoảng tầm 2 dân đóng nhà thì 10 phút 08 07 hoặc 08 bài này. Hai con số chúng ta lựa chọn, thậm chí còn sớm hơn nữa cơ. Không, như vậy vẫn là 08. Lên để trong ta con giò cố luôn thì công. Không, như vậy lớp sẽ lên giáp trước, khi mà giò công thì lên giáp qua giò thủ thì lên công. Đang rất chuẩn bài cho bài phơ ra bài ban Mira này. Vâng, bán tới 2 bãi quả, 4 nông dân ăn vả. Những thao tác vẫn đang cực kỳ chuẩn chỉ cho về lớp trong bài cầm pan. Đấy, cầm pan thi đấu khác ngay, thứ là một con cho son thì cảm giác thi đấu. Vâng, Gani cũng là bài lên để sơm, nhưng đấy chỉ là lên 2 thôi. Còn lên 3 thì thành như nào? Vâng, bài này chắc là 2L thôi, bởi chúng ta có hit. Vâng, có hit thì có 1 giờ sơm, đây rồi gặp luôn Gani, người cầm Miao Auto. Vâng, có luôn thí sinh của Gani đầu tiên. Vâng, bài Gani cũng là bài 3 voi về. Cái bài Auto đánh giá là khỏe, bài được. Nhưng về chất quân nổ, vâng, Gunny đang không để ý này, nổ giọt vào. Đây là con ngựa giò của quang giáp. Gunny đang mải mê chạy giò thì phải. Mình tin là Gunny đang chạy giò. Vâng, một pha điều giò từ Gunny vào nhà, Gunny đang bị lọt vào cái hốc của người cầm Auto. Và Quýt bên này thì đang là 26 trên 44. Vâng, có thêm bãi quả trong chiếc hốc này.
1, 2, 3, chiếc kè đã kín, ok. Nhà đã khủng. Conte giữ bảo kỳ nhưng mà chúng ta chơi không được. Những thao tác cơ cấu nhà Cam Quýt vẫn đang cực kỳ khoa học. Tiếp theo là những bài vẽ tiếp theo. Bài con cung tê thế nhá, khung như này, trận này mình đang linh cả. Cam Quýt sẽ người công tê nhà ông anh. Lớp đang có lạc đà, thời điểm gần đi có dò sang. Thì lớp đã là hai lạc đà rồi. Kích lốp xe. Bằng 2L vẫn đang ra đều, con giò kia khả năng cao nó phải nằm xuống. Những việc mà con giò không giáp lọt vào thì auto giò ông ta nằm xuống, dân của Gunny nằm xuống không nghĩ trong trận này. Bằng bắt thêm khoảng tầm rất nhiều trận hoàng nữa của Gunny vào thời điểm này thì lấy đâu ra bánh xe đi ơi, Gunny đi sai rồi. Tuyệt vời. 2-0 dòng C4. Hy vọng ta giả lại hết tất cả những gì trong C3. Bằng cầm pan nó khác bọt ngay. Bằng